Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật đã ký với Việt Nam hiệp định vốn vay ODA trị giá gần 37 tỷ yên cho dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an toàn trên biển Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, Việt Nam sẽ được hỗ trợ tài chính để trang bị 6 tàu tuần tra nhằm tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, phù hợp đảm bảo an ninh và tự do hàng hải cho Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó tới nay, dường như mọi thứ im ắng lạ thường bởi chưa có bất kỳ tàu tuần tra nào theo chương trình gia nhập vào đội ngũ của Hải quân Việt Nam. Chuyện gì đã xảy ra? Có tin vui nào sắp tới hay không? Sức mạnh của tàu tuần tra Nhật hứa đóng cho Việt Nam như thế nào? Bạn nóng lòng muốn biết thông tin này thì hãy theo dõi hết video nhé! Như các bạn đã biết, từ năm 2013, khi Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng, đặc biệt các điều khoản trong cung cấp vũ khí cho các nước, thì Việt Nam luôn trong danh sách được gọi tên. Lý do vì rõ ràng, ngoài vai trò ở khu vực thì Việt Nam còn nổi lên là đối tượng thẳng thắn và quyết liệt về chủ quyền biển đảo tại Biển Đông với Trung Quốc. Ngược lại, phía Nhật cũng có những tranh chấp không hề nhỏ với Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông. Vì vậy, không khó hiểu khi Nhật sẵn sàng ký với Việt Nam thỏa thuận đóng 6 tàu tuần tra dưới dạng ODA trị giá hơn 348 triệu đô la Mỹ, tương đương 36,6 tỷ yên Nhật năm 2020, khoản vay có lãi suất ưu đãi trong thời gian 40 năm. Theo JICA, dự án đóng góp vào mục tiêu 14 và 16 của mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều đáng quan tâm lúc này là đã 2 năm, nhưng dường như mọi thứ vẫn bật vô âm tín. Dẫu biết vấn đề quốc phòng gắn với an ninh quốc gia thì có thể hiểu một sự bí mật. Nhưng im ắng quá lâu sẽ giấu nên lo ngại rằng phải chăng Nhật đã bung kèo với Việt Nam hay đang có một cản trở nào trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Không những vậy, vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Hải quan Philippines đã liên tiếp nhận được lớp tàu tuần duyên, lớp Kunigami 1.200 tấn của Nhật, càng khiến nhiều người Việt Nam quan tâm tới dự án này. Lo lắng vì tập đoàn đóng tàu Kunigami của Philippines cũng đã là đơn vị thực hiện đóng 6 lớp tàu tuần tra cho Việt Nam. Thời điểm dự án của hai bên cũng gần như trùng nhau. Thưa các bạn, các cụ nhà ta thường nói đâu còn có đó. Nói để các bạn yên tâm, nếu như theo hợp đồng thì dự án sẽ được hoàn tất vào tháng 10 năm 2025. Tức là tới thời điểm hết hạn hợp đồng vẫn còn tới 3 năm. Tính thời gian thực hiện thì chưa tới 1 phần 2. Trước đó, theo thông cáo báo chí của JICA thì việc gọi thầu và tiến hành đón tàu bắt đầu từ năm 2021. Vậy như JICA thông báo Nhật mới chỉ có hơn 1 năm nhận tiến hành quá trình đóng tàu, nên chúng ta không nên quá sốt ruột. Theo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, thời điểm Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam không ghi cụ thể nên để đưa ra thông tin cho các bạn chắc chắn là điều không thể. Nhưng những thông tin sau đó có thể giúp các bạn phần nào yên tâm hơn, thậm chí là tin vui. Một số chuyên gia cho rằng công ty đóng tàu uy tín hàng đầu thế giới Mitsubishi của Nhật thực hiện hợp đồng đóng 6 tàu cho Việt Nam đang bị quá tải. Do 2 năm Covid nên các hợp đồng trước đó đã bị dồn lại. Họ đang phân bố thời gian để hoàn thành cho đối tác theo đúng thỏa thuận hợp đồng. Nhiều bạn hỏi ngược lại, nếu Nhật quá tải thì sao không chuyển cho đối tác Việt Nam tự đóng tàu? Vì công nghệ đóng tàu theo thiết kế Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ. Đây là câu hỏi khá thú vị, tuy nhiên cũng có thể điều này lại liên quan tới bên cung cấp khoản tín dụng gần 37 tỷ yên. Khi chuyển giao cho Việt Nam tự đóng thì vấn đề kinh tế giá trị hợp đồng sẽ thay đổi. Vì thế, có một số nguồn tin Nhật Bản sẽ chuyển giao thiết kế tàu tuần duyên TT-1500 cho Việt Nam, nhưng chúng tôi thiết nghĩ điều này không dễ đâu. Nếu đúng thì quả là tin vui lớn, nhưng khi nào có tin cụ thể hơn thì chúng ta hãy vui sau. Theo chúng tôi là như vậy. Quay lại với lý do cho sự được có phần chậm trễ từ phía Nhật Bản khi thực hiện hợp đồng gần 37 tỷ yên. Có ý kiến cho rằng có thể Nhật chờ hoàn tất cả 6 tàu tuần tra rồi mới giao tất tay cho Việt Nam, hoặc Nhật đã đóng xong một số tàu. Nhưng để chắc chắn về chất lượng, Nhật còn cho chạy thử nghiệm, theo dõi phát hiện có sai sót nào không. Khi hoàn thiện mọi mặt mới giao cho Việt Nam, với tính cách cẩn thận và luôn đề cao uy tín như người Nhật thì điều này hoàn toàn có thể. Nói về sự kiện quá khứ thì trước đó Nhật Bản cũng đã tặng Việt Nam 3 tàu tuần duyên năm 2021. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai lãnh đạo của hai nước đã nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực triển khai các thỏa thuận đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất thời gian qua. Trong đó có thỏa thuận chuyển giao trang bị công nghệ quốc phòng tháng 9 năm 2021, trong số thiết bị chuyển giao có thể có tàu hải quân.
Vâng, tàu hải quân đó các bạn. Không biết Nhật sẽ chuyển giao cho Việt Nam tàu hải quân nào, chúng ta sẽ cùng chờ đón. Nhưng rõ ràng điều này một lần nữa khẳng định hợp tác hai nước ngày càng gia tăng, thậm chí lên tầm cao mới, chứ không có chuyện gián đoạn như ai đó đồn đoán. Quay trở lại với 6 tàu tuần tra, nhiều người còn đoán biết đâu Nhật nghiên cứu nâng cấp một số tính năng của lớp tàu tuần duyên đóng cho Việt Nam, nên thời gian có vẻ kéo dài so với dự kiến. Chúng ta đều biết phía Nhật đóng cho Việt Nam là lớp tàu tuần tra ASO 1000. ASO là có chiều dài 79m, lượng choán nước 1000 tấn. Lớp tàu ASO dài 79m, ngang rộng nhất 10m, mướn nước 6m, thân cấu trúc chủ yếu bằng nhôm và thép nê nhẹ. Tàu trang bị 4 động cơ diesel và 4 hệ thống đẩy phản lực nước nên có tốc độ gần 60 km/h. Tàu có kèm một xuồng cứu hộ cao tốc dài 7m, một pháo Beaufort 40mm phía mũi, súng máy, hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại. Hai bên tháp điều khiển của tàu còn gắn bảng điện tử để hiển thị thêm thông tin khi cần thiết. Theo phía Việt Nam, thì 6 tàu này được gọi là TT-1500, tức là phiên bản ASO cho Việt Nam có lượng dạn nước 1.500 tấn. Theo đó, TT-1500 có thể trang bị sân đỗ trực thăng, điều này hoàn toàn khác với phiên bản lớp tàu ASO. Hơn nữa, tính năng hoạt động của TT-1500 có vận tốc tối đa 24 hải lý trên giờ. Với vận tốc này, rất có thể TT-1500 sẽ sử dụng chân vịt truyền thống thay cho động cơ phản lực nước. Về hỏa lực, ASO của Nhật trang bị pháo tự động 40 ly, có tính sát thương cao, tốc độ bắn nhanh vào mục tiêu cỡ lớn. Với phiên bản Việt Nam, có thể Việt Nam sẽ chủ động trang bị hỏa lực mà trước đó đã trang bị cho một số tàu tuần tra chủ lực như TT-400, đó là pháo 23 ly nòng kép, vì pháo này Việt Nam ta đang sẵn với số lượng nhiều. Tuy nhiên, thân tàu làm bằng hợp kim nhôm và sắt nên có lẽ nhìn nó không đủ uy lực để đối diện với hỏa lực mạnh hay khi đối đầu trực tiếp với đối thủ. Biết đâu, Nhật dành thời gian nghiên cứu cải thiện chất lượng thân tàu TT-1500 nên thời gian qua im hơi lặng tiếng là vì thế. Vậy nên chúng ta cùng hy vọng trong năm 2023 tới, Nhật sẽ có ưu ái nào đó và sẽ sớm bàn giao dần những tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam, đó là điều chúng ta mong chờ nhất. Các bạn thân mến, Hải quân Việt Nam thuộc hàng có số trong khu vực khi ở top 5. Nên việc chờ thêm 1 đến 2 năm, thậm chí là 3 năm như đúng hợp đồng để nhận lớp tàu tuần duyên của Nhật không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại, đội tàu tuần tra của cảnh sát biển Việt Nam bao gồm khá nhiều chủng loại phong phú, với các lượng dạng nước khác nhau từ nhỏ tới lớn. Ở phân khúc tàu nhỏ, chúng ta có các lớp tàu tuần tra TT-120, TT-200 và TT-400 tương ứng với lượng dạng nước 120, 200 và 400 tấn. Đội tàu tuần tra cỡ nhỏ này là xương sống trong công tác thực thi chủ quyền và pháp luật trên biển, tại các vùng biển và hải đảo gần bờ. Ở phân khúc tàu tuần tra cỡ lớn, cảnh sát biển nước ta được trang bị tàu tuần tra đa năng DN-4000, cỡ 4.000 tấn lớn nhất khu vực. Trong đó, tàu tuần tra CFB-8020 thuộc lớp Hamilton do lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cung cấp thì đây là con tàu tuần duyên lớn nhất ASEAN. Tuy nhiên, lực lượng đông đảo nhất trong đội tàu tuần tra cỡ lớn của cảnh sát biển Việt Nam là lớp tàu tuần tra đa năng DN-2000 tự đóng trong nước với sự trợ giúp kỹ thuật của tập đoàn Damen Hà Lan. Ngoài ra, còn một số tàu 600-1.500 tấn do Hàn Quốc và Nhật Bản viện trợ, trong đó nổi bật là chiếc CFB-8003 của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc. Điều chúng ta còn thiếu là những tàu tuần tra cỡ lớn từ 1.000 tấn trở lên. Vậy nên TT-1500 gia nhập thì gần như mảnh ghép hoàn hảo cho lực lượng tuần tra trên biển Việt Nam. Xét thêm ở bối cảnh chung thì nguy cơ luôn tiềm ẩn ở Biển Đông. Nhưng rõ ràng, gần một năm qua thì tình hình khá yên tĩnh. Các vụ đụng độ xung đột giữa các nước lớn, cụ thể là với tàu Trung Quốc cũng ít đi. Do vậy, có thể nói từ khách quan tới chủ quan, Việt Nam không cần phải quá nóng vội trong hợp đồng với phía Nhật. Vậy nên, Nhật Bản ơi, hãy bình tĩnh thực hiện đúng cam kết của hợp đồng để có thể cung cấp cho Việt Nam phiên bản TT-1500 hoàn hảo nhất có thể nhé. Điều này chắc chắn không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam mà còn là lợi ích lâu dài cho Nhật Bản tại khu vực Biển Đông nói riêng với các quốc gia Đông Nam Á nói chung. Nhật cần quan tâm đến những diễn biến trong hồ sơ Biển Đông và nên phát triển hợp tác, thậm chí là giúp đỡ các nước như Indonesia, Việt Nam, Philippines trong lĩnh vực tuần duyên, bến cảng. Bởi muốn giảm bớt tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, Nhật Bản phải hỗ trợ các nước trên, đặc biệt là Việt Nam. Năm vừa qua, Nhật Bản cũng thẳng thắn tuyên bố quan tâm tới hồ sơ Biển Đông tại diễn đàn khu vực ASEAN, ARF ở Bali. Nhật Bản tiếp tục khẳng định điều này khi bày tỏ muốn quan tâm mạnh mẽ và muốn chứng minh lời nói phải đi đôi với việc làm, thì việc thực hiện các hợp đồng vũ khí trợ giúp của các nước Đông Nam Á dưới hình thức ODA cần phải thực hiện đúng như cam kết, lộ trình và thời gian.
Còn chúng ta hãy yên tâm và cùng nhau chờ đợi 6 tàu tuần tra TT-1500 tấn sớm cập cảng Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Rất có thể trong năm 2023, Việt Nam sẽ nhận tin vui liên tiếp không chỉ bởi tàu TT-1500 cập bến mà còn cả tàu hải quân khác của Nhật. Tất nhiên, trong quá trình chờ đợi, với năng lực và tiềm lực nếu có, Việt Nam có thể đóng thêm một số tàu tuần tra, gia tăng sức mạnh cho cảnh sát biển Việt Nam nếu muốn, phải không các bạn? Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.